đầu tiên ấy, nó là di sản thì nó rất là sai. Nếu các con mà đạt tiêu chuẩn làm giống di sản từ 2 đến 3 lứa trở lên ấy, thì chúng sẽ sinh sản từ 5 cho đến 6 cá thể con trên một mẹ, thì một năm thì chúng sẽ sinh sản là 2 lứa. Con dúi là một trong những loài động vật hoang dã cho hiệu quả kinh tế cao, được đông đảo bà con trên cả nước quan tâm đến. Anh Nguyễn Văn Quang, người có trại chăn nuôi các con động vật hoang dã tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cho biết, dòng dúi má đảo Thái Lan là dòng dúi cho hiệu quả kinh tế cao nhất. Hiện anh đang tập trung nhân giống dòng dúi này và cung cấp con giống, con thương phẩm ra thị trường. Trong video này, anh sẽ chia sẻ về cách làm chuồng, cách chọn giống, chăm sóc dúi hàng ngày và giá trị kinh tế của con dúi má đảo Thái Lan. Xin mời bà con cùng theo dõi để có kinh nghiệm chăn nuôi hiệu quả. Quý bà con nào muốn giao lưu với anh Quang hay tham quan trực tiếp mô hình thì hãy liên hệ theo số điện thoại trên góc phải màn hình video để được đón tiếp. Xin kính chào toàn thể quý bà con. Tôi là Nguyễn Văn Quang, chủ của chuỗi trang trại nuôi động vật hoang dã trải dài từ Bắc vào Nam. Và hôm nay tôi rất hân hạnh được chia sẻ với quý bà con một trong những cái loài động vật hoang dã có kinh tế hiện nay rất là cao, đó là con dúi má đảo Thái Lan. Và hiện đây thì tôi cũng sẽ chia sẻ cho bà con những cái cách thức làm chuồng trại cũng như là chọn giống này, và chăm sóc đồng dúi má đào Thái Lan và chi phí thức ăn của nó và giá thành bán trên thị trường của các dòng dúi má đào Thái Lan này là thực tế là như thế nào. Nói về ưu điểm và giá cả của thị trường con dúi má đào Thái Lan, anh Quang cho biết dòng dúi này có trọng lượng cơ thể lớn, khi trưởng thành có thể đạt từ 5 đến 6kg trên con, còn đối với các loài dúi khác chỉ đạt trọng lượng từ 3 đến 3,5kg trên con. Mỗi năm, dúi má đào sinh sản từ 2 đến 3 lứa, mỗi lứa từ 5 đến 6 con. Tính trung bình thì một dúi mẹ sinh sản được từ 10 đến 12 con dúi trên một năm. Trại anh Quang đang bao tiêu dúi má đào thương phẩm là 1 triệu đồng trên 1kg và giá con giống xuất bán dao động từ 5 đến 7 triệu đồng trên một con, tùy theo trọng lượng và độ tuổi. Hiện tại, đối với một cái dòng dúi má đào Thái Lan trưởng thành thì trọng lượng cơ thể của chúng ấy sẽ đạt từ 5 cho đến 6kg trên một cá thể. Thì cái dòng dúi này ấy, đặc biệt là có nguồn gốc xuất xứ từ Thái Lan đó, thì nó không phải là cái dòng dúi Lào và dúi Trung Quốc. Bởi vì sao? Là khi cái dòng dúi má đào Thái Lan trọng lượng cơ thể nó rất là lớn, còn dúi má đào Lào và là dúi má đào Trung Quốc thì nó chỉ đạt trọng lượng cơ thể là từ 3 cho đến 3,5 kg thôi. Và đối với cái dòng này ấy, thì Thái Lan này thì cái quá trình sinh sản và nó nuôi con này và sinh sản này cũng như là thức ăn chăn nuôi của nó là đầu tiên ấy, nó là sinh sản thì nó rất là sai. Nếu các con mà đạt tiêu chuẩn làm giống sinh sản từ 2 đến 3 lứa trở lên ấy, thì chúng sẽ sinh sản từ 5 cho đến 6 cá thể con trên một mẹ, thì một năm thì chúng sẽ sinh sản là 2 lứa. Thì mỗi lứa một mẹ thì trung bình nó sẽ đem lại cái số con là từ 10 cho đến 12 cá thể con trên một năm. Đấy, và cái dòng dúi khác ấy thì nó chỉ tầm khoảng độ mà 3 con thôi. Đấy, nên là chính vì vậy thì bà con nên chọn lựa cái dòng dúi má đào này để phát triển mà nhân đàn thì nó sẽ hiệu quả hơn. Và cái giá thành bán của con dúi má đào Thái Lan này thì hiện tại chúng tôi đang bao tiêu thương phẩm với cái giá thành 1kg thương phẩm gọi là hàng thịt. Thì hiện tại chúng tôi là bao tiêu ký kết hợp đồng cho bà con là từ 10 cho đến 15 đến 20 năm. Thì cái giá thành cố định là chúng tôi bao tiêu là 1 triệu đồng trên 1kg. Và cái dòng dúi khác ấy, thì chúng tôi cũng sẽ bao tiêu nhưng với cái giá là chỉ tầm khoảng độ 500 cho đến 700 ngàn đồng trên 1kg thôi. Đấy, và giá giống bán ấy, của con dúi má đào Thái Lan này thì nó tương đối là cao. Thì những cái dòng như thế này thì hiện tại thì nó đã sinh sản và nó đã phối giống tốt. Như con này là con đực bố, hiện tại chúng tôi đang bán với cái giá thành là nó sẽ dao động tùy từng thời điểm, thì nó sẽ từ khoảng độ 5 cho đến 7 triệu trên một con để mà chúng ta làm giống. Thì vì nếu như chúng ta mà bán thương phẩm ấy thì bà con so với bà con bán mua 5 đến 7 triệu thì mọi người nghĩ là cao, nhưng mà thực ra thì bà con tính toán giúp tôi là hiện tại đối với một con này là 5kg thì chúng tôi bán với cái giá là 1 triệu đồng trên 1kg thì chúng tôi cũng đã bán được là 5 triệu đồng trên một con này rồi. Thì
thì với cái giá thành giống với giá thành thương phẩm thì chắc chắn cái giá giống thì nó sẽ cao hơn. Đây là khu vực chuồng trại nuôi ruồi má đào Thái Lan. Bà con có thể thấy các ô chuồng được làm từ những viên gạch hòa lát nhà nên chúng rất rẻ. Anh Quang chia sẻ, do con ruồi má đào có kích thước cơ thể lớn nên anh dùng gạch có kích thước 60x60cm để ghép các ô chuồng. Để biết cụ thể cách làm chuồng phù hợp với từng địa phương cụ thể thì bà con hãy đến trực tiếp trại anh Quang tham quan tìm hiểu và được anh tư vấn chi tiết. Số điện thoại liên hệ là số đang hiển thị trên góc phải màn hình video. Như tôi thì tôi sẽ làm gạch 60 đấy, và sẽ làm một rộng hơn, chiều cao là viên gạch là 60cm. Thì tại vì là chiều cao tối đa của con ruồi má đào Thái Lan này thì nó lớn nhất thì nó dài tầm khoảng độ 45-50cm rồi. Thì bà con làm gạch 50 ấy, thì con lớn như vậy thì nó sẽ trèo ra. Thì bà con sẽ làm tối thiểu nhất là cái gạch 60 cho tôi. Và làm cái ô chuồng thì bà con làm rộng như thế này. Thì với trang trại của tôi thì con dòng ruồi má đào Thái Lan thì nó sinh sản tốt hơn và cái cơ thể của chúng nó lớn hơn. Thì bà con khi hiện tại chúng tôi đây thì chúng tôi là làm vuông 1,2 m². Thì đối với một cái con này thì bà tôi cũng nhốt một con một, nhưng mà khi tôi ghép giống và tôi tách ra thì tôi để con mẹ ở trong này đấy, thì nó sinh sản từ 5 cho đến 6 con. Thì khi nó lớn lên cùng một mẹ bầy đàn thì nó tầm 3 tháng chúng tôi đã tách đàn, thì tôi tách con mẹ ra một cái ô nhỏ như thế này đấy, tức là ô 60 và dài 1m2, thì để con đực và con cái ở trong đó, và để tất cả những cái con ở trong cái chuồng lớn như thế này để nó rộng và nó sinh hoạt và nó đi lại nó sẽ rộng hơn và thoải mái hơn và nó phát triển nó tốt hơn. Thức ăn của ruồi má đào Thái Lan bao gồm mía, ngô hạt, thân cây sắn, thân cây cỏ voi, cơm trộn với ngô, cám, bột chè. Với những nguồn thức ăn này có thể tự trồng được hoặc có sẵn trong tự nhiên. Vậy tại trại anh Quang, chi phí thức ăn nuôi ruồi là bao nhiêu? Chúng ta cùng đi tìm hiểu cụ thể sau đây. Dòng ruồi má đào Thái Lan và cái mốc đại Trung Quốc thì thức ăn của nó đều giống nhau, bao gồm là mía này, ngô hạt này, ngô hạt khô này, và thân cây sắn này, cỏ sữa, cỏ voi này, và bổ sung thêm một chút là cơm trộn với bột ngô, một chút cám và bột tre. Thì những cái nguyên liệu đó ấy, thì nó rất là rẻ, thì bà con có thể mía ngô thì bà con trồng được đấy, thì nó sẽ giảm được cái chi phí chăn nuôi. Và tre thì hầu như là tôi thấy ở tỉnh nào cũng có cái nguồn tre cả đấy, cái tre thì chúng ta thì cũng không mất cái chi phí đầu tư mà chúng ta mua gạo đấy. Thì với một con trưởng thành ở cái thức ăn chăn nuôi một ngày thì sẽ dao động từ khoảng độ 500 cho đến 700 đồng trên một cá thể trưởng thành, đó là dòng bố mẹ. Và những con thì cũng không hết là chi phí bao nhiêu, nó chỉ bằng một nửa so với cái chi phí của con lớn ăn thôi. Thì nếu như bà con mà trồng được những cái nguyên liệu đó thì hầu như cái chi phí để chăn nuôi cái con ruồi má đào Thái Lan này thì tôi cũng chia sẻ, thực ra là chúng ta cũng nói thì không đồng thì cũng không đúng. Thì nếu như mà chia ra một ngày thì bà con cứ chăn nuôi thì bà con sẽ hiểu về cái chi phí của nó là cực kỳ là thấp. Tiếp theo đây là một số kỹ thuật trong quá trình chăn nuôi ruồi má đào Thái Lan sinh sản và ruồi thương phẩm của trại anh Quang. Quý bà con nào muốn biết toàn bộ quy trình chăn nuôi thì hãy đến trực tiếp trại anh Quang tìm hiểu học hỏi thực tế nhất. Số điện thoại của anh Quang là số đang hiển thị trên góc phải màn hình video. Chu kỳ mà chúng ta ghép giống đến khi sinh sản ấy, thì thường thường là chúng ta ghép tính ra thời gian là từ 60 cho đến 70 ngày thì chúng bắt đầu sinh sản. Và từ khi ghép mà để thành công mà ruồi đạt đã mang bầu thì sẽ từ 10 cho đến 15 ngày, tức là sẽ từ lúc chúng ta ghép giống cho đến khi ruồi đẻ thì sẽ rơi vào khoảng độ là 60 cho đến 70 ngày hoặc là 75 ngày. Và mỗi chu kỳ sinh sản trang trại của tôi sẽ ghép là thành 2 lứa trên 1 năm. Và mỗi 1 năm thì chu kỳ sinh sản của chúng là sẽ từ mỗi một con mẹ thì sinh sản từ 4 cho đến 6 cá thể con. Và từ khi bà con
nuôi thương phẩm thì từ khi đẻ này, rúi sinh sản cho đến khi mà tách được mẹ thì sẽ rơi vào tầm khoảng độ ra thì tầm khoảng độ mà bà con tách muộn thì tầm khoảng 3 tháng. Nếu không bà con tách là khoảng độ 2 tháng là bà con có thể tách được rồi. Và tính từ lúc đó mà bà con để xuất bán thương phẩm được thì sẽ tính từ lúc nó tách đàn là 3 tháng và bà con nuôi giúp tôi tầm khoảng độ chừng 3 cho đến 4 tháng nữa thì bà con có thể là xuất bán thương phẩm được. Và chăn nuôi thương phẩm thì nó sẽ khác so với cái dòng bà con nuôi giống. Thì nuôi thương phẩm thì bà con thúc đẩy cho nó là phát triển thật nhanh và nó tăng số lượng cân. Tự Hào là một trong những trại nuôi động vật hoang dã lớn nhất khu vực miền Nam. Bên trại Anh Quang đang có chính sách hỗ trợ vốn 100% cho những bà con đến trực tiếp trại tham quan tìm hiểu. Quý bà con hãy liên hệ qua số điện thoại trên góc phải màn hình video để được đón tiếp và trao đổi cụ thể về chương trình hỗ trợ này. Ngoài ra, khi chuyển giao giống cho bà con, trại Anh Quang đều cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ nguồn gốc, đồng thời ký kết hợp đồng bao tiêu đầu ra từ 10 đến 20 năm để bà con yên tâm chăn nuôi. Trên đây là những cái chia sẻ của tôi tới quý bà con để bà con tìm hiểu đến và bắt đầu chăn nuôi cái dòng rúi man hạt Thái Lan này. Và trang trại của tôi là Tự Hào, là một trang trại lớn nhất ở miền Nam. Và hiện tại chúng tôi đang cung cấp con giống cho tất cả quý bà con trên khắp cả nước. Và trang trại của tôi có cái sự hỗ trợ cho bà con bước tay vào khởi nghiệp chăn nuôi. Đầu tiên là chúng tôi sẽ hỗ trợ vốn 100% cho quý bà con. Khi bà con có số vốn là từ 20 triệu, 50 triệu, 70 triệu, 100 triệu thì trang trại của tôi sẽ hỗ trợ vốn cho bà con là 100 triệu, tương đương là 100% để bà con có thêm một nguồn giống để bà con chăn nuôi và nhân đàn cho nhanh và để bà con thu hồi cái vốn bà con đầu tư. Và chính sách của chúng tôi thì hỗ trợ cho bà con khi bà con đến trang trại tìm hiểu chăn nuôi của tôi thì trang trại tôi sẽ hỗ trợ cho bà con những cái kiến thức chuyên sâu để bà con nắm bắt được trước khi bắt tay vào chăn nuôi dòng rúi man hạt Thái Lan này. Và chúng tôi sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ cho bà con về cái vấn đề thủ tục pháp lý này, cũng như là ký kết được hợp đồng bao tiêu cho bà con trong cái thời gian bà con phát triển và chăn nuôi để có cái đầu ra. Thì trang trại chúng tôi sẽ hỗ trợ bao tiêu với quý bà con là từ 10 cho đến 15 đến 20 năm. Như vậy thì bà con yên tâm và có thể là chúng ta tìm hiểu và bắt tay vào chăn nuôi cái dòng rúi man hạt Thái Lan này để phát triển kinh tế.